nay là cơ quan cảnh sát điều tra nó đã khởi tố vụ án vụ hiếp dâm dưới bé 16 tuổi. Dạ. Phải không? Dạ. Nó đã giam ổng rồi, giam ông Vũ rồi chứ gì? Dạ đúng rồi chứ. Phải không? Dạ. Cho nên bây giờ như thế này, tức là đừng có nói nhiều. Bây giờ cơ quan cảnh sát điều tra người ta có một cái là có một cái cụ thể là ví dụ như bây giờ người ta sẽ làm việc con nhỏ con gái con ổng, rồi người ta đưa ra cái giám định, tức là người ta sẽ là giám định cái tinh trùng của ông Vũ và đứa bé đó. Dạ. Ừ. Cái thứ hai là người ta sẽ ghi lời khai nó có người giám hộ, không cần bà già nó mà bầu bà gì đó không cần giám hộ, nhưng mà bí thư của cái phường đoàn xã đoàn gì đó ở đó được rồi, thanh niên đó, giám hộ của đứa bé, lời khai của đứa bé đó cùng cơ quan cảnh sát điều tra giám hộ được rồi. Vì bà này bà không hợp tác, bà không hợp tác với tụi cháu, là tức là bên cái cộng đồng của tụi cháu đó. Dạ. Bà không hợp tác thì không cần thiết bà. Còn cái vấn đề là ký ủy quyền cho luật sư tham gia bào chữa cho ông chủ, không cần bà ủy quyền. Vì luật người ta cho phép rằng bà này đối với ông Vũ là không, coi như là không còn cái tình nghĩa, thì bây giờ đó ví dụ như cha mẹ anh em của bên phía ông Vũ đó là người ủy quyền được rồi. Dạ. Đúng không? Dạ, mà cho nên bây giờ tức là mà sao ông luật sư đó nói sao con thấy cũng ngộ ngộ quá chứ. Đúng rồi, luật sư đó không phải thằng đó, không phải luật sư đâu. Dạ. Cho nên bây giờ gì tức là làm việc với con nhỏ con của ông Vũ đó thì không cần bà già bà bầu tham gia, mà cơ quan điều tra người ta sẽ có chương cầu. Chương cầu là gì? Tức là yêu cầu của đoàn bí thư phường đoàn hoặc là đoàn thể ở cái xã buôn nhỏ đó ở để ra coi như là giám hộ để cơ quan điều tra người ta ghi lời khai là có cơ sở pháp lực, chứ không có cần ông nói tào lao. Dạ, cho dạ. Nên thôi bây giờ như thế này tối rồi, bây giờ thôi vì chú là đồng luật sư thành phố Cần Thơ rồi thì dạ. Ông lưu số điện thoại chú đi. Dạ. Nếu con cần biết cái gì đó thì chú sẽ tư vấn cho con đến. Dạ, khi vậy nào mà con sẽ đến cơ quan điều tra đó để con gặp cơ quan cảnh sát điều tra đó. Dạ. Rồi, con có quyền đến gặp cơ quan cảnh sát điều tra, cơ quan không có đâu. Dạ. Tức là cái trong sáng ông Vũ, nếu mà thật sự như vậy là ông Vũ chú bảo đảm với con rằng là cơ quan cảnh sát điều tra nó sẽ ra quyết định thu hồi, quyết định khởi tố vụ án. Cơ quan cảnh sát điều tra của cái công an huyện đó nó ra quyết định thu hồi, quyết định khởi tố vụ án. Nếu làm việc với con nhỏ bé đó, mà bị con nhỏ bé đó mà nó khai rõ ràng và xác minh rõ ràng, cơ quan cảnh sát điều tra người ta kết luận thông qua những chứng khác của huyện đó, mà nếu mà xác định là không thì nó có cơ quan điều tra nó sẽ ra quyết định hủy cái quyết định khởi tố vụ án, trả tự do cho ông. Dạ. Tại con không có dành binh lực á, chú giống như mà có thể đi tới đây mà có giúp cho vô chú Vũ được không chú? Chú thì chú ở bên xa quá, thì chú ở Cần Thơ. Dạ, thầy chú Vũ bây giờ. Nếu mà có thể thì chú cũng có thể là đi có thể là nếu một cái ngày nào mà có cơ quan cảnh sát điều tra đó nó bây giờ nói chung bây giờ nó chỉ có tạm giam thôi chứ nó chưa khởi tố vụ án. Việc gì khác nó chưa phải chỉnh. Dạ. Nó mới có tạm giam ăn thôi. Dạ, chứ chú Vũ á, còn nghe bà con gì nói mấy người đi thăm bệnh sao thăm nuôi á, nói trong chổng là nói chung á thì bên chính quyền thì không có mà đánh chú, nhưng mà bị mấy cái người trong chổng quýnh chú dữ lắm, thì ai cũng lo hết đó chú. Mấy cái thằng ở trong trại, mấy thằng ở trong trại giam mà đó, nó bị giam trước á. Dạ. Rồi nó kiểu như là nó bức xúc cái này kia nọ mà cha mà quan hệ với con của mình vậy đó. Dạ, tại vì mặc dầu nó phạm nhân nhưng nó cũng có cái đạo đức của con người của đó. Dạ. Cho nên bây giờ đó, nếu như vậy đó thì gia đình vì phía gia đình của ông Vũ á phải trực tiếp đến cơ quan cảnh sát điều tra, nếu thật sự vậy là phải báo cho cơ quan cảnh sát điều tra là cái người trực tiếp làm việc với ông Vũ phải ngăn chặn việc hành hạ đánh đập ông, nếu đánh đập ông là vi phạm pháp luật nữa đó. Dạ. Vì vậy là đâu có quyền mà hành hạ một cái người phạm nhân ở trong tù, đâu có quyền mà hành hạ một cái người là mà vi phạm pháp luật. Dạ. Tức
là chú nói cho con nghe cái vấn đề không có ai có quyền đánh đập ông cái một cái người nào hết. Ta là công dân, người ta vi phạm là vi phạm pháp luật chứ không vi phạm với anh. Dạ. Đó, cho nên là thôi như thế này, chú sẽ nếu mà dạ, chú gắn giúp đi chú ơi. Chú sẽ cố gắng. Dạ. Nhưng mà chú nói cho con nghe, bị vì ông Vũ này không, cơ quan điều tra nó mới là tạm thời là nó tạm giam ổng. Nó ghi, nó xác minh, nó làm việc cụ thể. Nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật là nó sẽ đưa ra cái khởi tố. Mà khởi tố bắt giam ổng thì phải viện kiểm sát. Dạ. Đó. Nhưng mà bây giờ chú biết rằng là ông Vũ hiện nay nó là chưa có cái quyết định khởi tố. Có quyết định khởi tố nhưng chưa quyết định tạm giam. À, khởi tố vụ án nhưng nó chưa có cái viện kiểm sát nó phê chuẩn. Cho dạ. Nên là bây giờ con cứ yên tâm rằng ông Vũ đó, nó sẽ có cái điều kiện rằng có khả năng là chúng coi mấy cái clip này trên có khả năng là ông Vũ sẽ không có tội. Chú khẳng định, bây giờ chú dạ. Luật sư mà chú khẳng định là ông không có tội. Vậy chú mà nếu mà con nói thiệt, chú mà giúp được cho chú Vũ á thì bà con cô bác ở dưới Mỏ Cày Bến Tre ở đây á, ai cũng mừng lắm, con cũng lo cho chú lắm, tại chú đang bệnh nặng lắm chú ơi. Bây giờ chú cái số điện thoại này của chú. Dạ. Ha. Rồi con coi có cái gì mà nếu mà nãy nó có cái gì đó con cứ gọi chú, con cứ gọi chú. Dạ. Chú cũng rồi chú sẽ nếu mà chú trao đổi với con coi trước hết là đó con sẽ làm một cái đơn. Con nhờ ai biết làm đơn đó. Con dạ. Kêu gia đình làm một cái đơn, gửi cho cơ quan cảnh sát điều tra đi. Làm cái đơn là kêu cứu với cơ quan điều tra, cảnh sát điều tra đi. Gia đình của ông Vũ á, không cần gia đình, không cần vợ con ổng. Kêu cứu. Đang cứ làm cái đơn rồi gửi cho cơ quan điều tra đi. Rồi nếu mà làm, cố gắng làm trong ngày mai làm, tối sáng ngày mai con làm đi. Nhà mai con nhờ làm dùng cái đơn kêu cứu dạ. Cho ông Vũ đi. Dạ mình nộp ở đâu luôn? Hả? Mình nộp ở đâu hay là ở xã hay là tại ở đâu? Tại cơ quan cảnh sát điều tra con. Dạ dạ. Con làm cái đơn là đơn ngăn cộng hòa thôi, chủ nghĩa gì đó. Rồi đơn kêu cứu kính gửi cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Mỏ Cày. Ha, rồi viện kiểm sát nhân dân huyện Mỏ Cày. Dạ. Tôi là cái gì của ông Vũ, tức là mẹ hoặc anh em gì đó. Dạ. Rồi tên họ rồi năm sinh địa chỉ là anh của ông Vũ. Dạ. Làm đơn này nhờ cơ quan cảnh sát điều tra nè, công an huyện đó, viện sát cứu giúp trình cho tôi sự việc như sau. Rồi bắt đầu mới trình bày hoàn cảnh của ông Vũ như thế nào, từ khi mà ông Vũ ở với bà Màu có con, rồi con đó ổng phải là con ruột ổng hay không, rồi máu rồi cái này kia nó ghi rõ rồi cứ gửi cho điều tra đi. Gửi cho công an cảnh sát điều tra đi, rồi chú sẽ có thể là chú liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra của công an Mỏ Cày cận cái đơn nó đi, rồi chú sắp xếp trong có thể là thứ ba thứ tư tuần sau chú qua. Dạ dạ, thứ ba tuần sau chú qua hả chú? Con bây giờ con coi tình hình cứ con gặp gia đình ông Vũ đi, rồi con tạo điều kiện cho ổng, cho gia đình làm cái đơn đi, rồi con coi tình hình sau rồi con gọi cho chú mặt là thứ hai chú qua. Rồi chú qua chú điện cho con, rồi chú cháu mình hẹn nhau gặp, rồi chú sẽ có cái giấy giới thiệu đi trực tiếp đến cơ quan cảnh sát điều tra của công an huyện Mỏ Cày, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ viết giấy giới thiệu quỹ thác cho chú đến cơ quan cảnh sát điều tra gặp. Không cần là quỹ quyền, không có cần đợi gì tới bà Màu làm cái quỹ quyền. Mà hôm nay tụi con đem theo bà năng Mỹ, bà làm quỹ quyền, bà sai. Bởi vì là coi như chú nói cho con nghe, có ví dụ như cái cơ quan đó, cơ quan người ta chủ quyền đó, ví dụ như coi tòa án nè, viện kiểm sát nè, người ta có quyền chỉ định luật sư, không cần quỹ quyền. Còn những ví dụ như quỹ quyền luật sư bào chữa là ví dụ như án là án, ví dụ án tranh chấp dân sự, án đó là án tranh chấp gia vốn ngân hàng, hoặc là án này án kia, còn cái án mà án hình sự đó là cơ quan, nếu dụ cơ quan cảnh sát điều tra hoặc là tòa án hoặc là viện sát ta có quyền chỉ định, không cần năn nỉ bạn. Chú là nói cho con hiểu gì, đừng đập vào màu năn nỉ ta nữa, để ba lần. Dạ. Bởi vì tụi con không có biết lực gì hết trơn á,
thì cái ông kia không biết là nói là luật sư rồi mà nhưng mà phe phan rồi nói rồi dữ quá, con không biết là phải ổng là luật sư giỏi hay không mà nói cái kiểu mà giống như mà hoàn toàn là ổng muốn lo được là ổng lo từ đầu tới đuôi là chính xác là tốt nhất không à? Chú hứa cho con là chú sẽ qua gặp con. Dạ. Yeah. Rồi chú có một cái giấy giới thiệu của đoàn luật sư thành phố. Dạ dạ, dán giúp giùm đến, nha chú. À, đến cơ quan cảnh sát điều tra của công an huyện Bố Cày. Dạ dạ. Để là làm việc với anh em điều tra đang trực tiếp làm việc với ông. Dạ. Nếu làm việc xong rồi thì chú sẽ coi cái hồ sơ đó. Dạ. Còn nếu anh em người ta chưa coi, chưa làm xong thì người ta không cho mình xem đâu. Dạ. Người ta không cho mình coi. Dạ. Hồ sơ đó chú bảo đảm với con rằng dạ, có chú khả năng là gián giúp cho chú. Cơ quan điều tra đó, cán bộ điều tra đó làm việc với ổng, làm việc với nó đó. Dạ. Rồi có người giám hộ nó, mà nếu người ta xác định không có thì người ta sẽ ra một cái quyết định ra quyết định thu hồi khởi của vụ án, ra quyết định là thu hồi cái quyết định khởi tố ổng, ta trả tự do cho ổng. Con đừng có lo, đừng có vụ đó không, đừng có lo. Thì tại bà con ở đây cũng tốt lắm, nếu chú giống như mà giúp hay gì bà con cũng giống như gửi chú cũng ít tiền nữa, chú xây sở chứ. Không, con chú không có nhận cái đó. Chú sẽ đi giúp bằng cái lòng cái tâm thật sự của chú thôi, cái nghề lịch sư của chú thôi. Cho nên chú không có cái gì nhận tiền, nhận bạc hoặc là uống cà phê, cà pháo gì hết. Chú sẽ gặp con ở tại Bỏ Gài, rồi chú cháu mình sẽ gặp đến cơ quan cảnh sát điều tra. Dạ. Rồi xong làm việc rồi chú cháu mình sẽ ví dụ làm việc xong rồi, rồi còn cái gì đó thì chú sẽ hứa với con chú tịch, nếu mà chú có thời gian hoặc là chú có cái gì đó chú sẽ tiếp tục. Nhưng mà chú bảo đảm với con ông Vũ này không có ra tòa đâu. Dạ. Chú phải điều tra nó sẽ trả ông trả tự do cho ông, tại con điều tra chứ không có ra tòa đâu. Dạ, tại tụi con với mà bà con của chú Vũ thì sợ giống như mà chú Vũ không kịp để ra về á chú, tại sợ mất tung tích luôn. Chú có thấy trên mạng là ông đang nghe nói bệnh, ông đang bệnh nhiều. Dạ. Ông nhậu đó, ông nhậu nhiều vì nãy kia ông bệnh nhiều. Thì thôi bây giờ chú con cứ lưu cái số điện thoại này đi. Dạ, chú tên gì để con lưu rồi chứ. Chú tên Hoàng. Dạ. Còn luật sư thành phố Cần Thơ. Dạ. Thì có gì chú cháu mình gặp nha. Dạ, con cảm ơn chú Hoàng rồi, nhiều lắm. Rồi. Dạ, con chào chú. Dạ.